Rồi, chào các bạn nhà mình đang xem ha. Nãy tục xịt lúa đất nhà các bạn, xịt thuốc ha. Này giống U18 nha mọi người. Nói chung là do tình hình thiệt rồi, nó bị sừng lúa nhiều quá. Bây giờ lúa 42 ngày mà thấy nó vẫn còn hơi nhỏ nha. Lá đầu cũng tạm ổn các bạn. Thì được rồi, mình có sử dụng sản phẩm bên của công ty BioRep nha mọi người. Mình thấy xịt mình đánh giá cao cái thuốc đạo ôn nha. Thuốc của BioRep, còn bên đây là thuốc của mình nè. Thuốc của mình xịt giống như là mọi năm nha các bạn. Thì bên đây thì nói chung là đạo ôn bên đây thì mình xịt có một cử thôi. Từ lúc đó tới giờ còn bên đây là mình xịt hai cử nha. Biết bên đây mình xịt khoảng 5-6 ngày vậy đó, 7-8 ngày vậy đó các bạn. Thấy nó bệnh nặng quá xịt thêm cử nữa. Còn thuốc bên đây đậu bên đây mình xịt một cử một tới giờ luôn nha. Tới giờ nó vẫn còn thấy vết bệnh vẫn còn ít như vậy. Nói chung là lúc xịt tới giờ khoảng 10 ngày rồi thì nó cũng vừa mới có bắt đầu có vết bệnh mới thôi nha, chứ nó không có bị nặng giống bên kia nó sụp mặt luôn. Bên đây miếng của người ta giáp ranh nha, bị đậu ôn sụp mặt luôn nha mọi người. Nó rất nhiều lỗ nha, nó bổ đồng lên khoảng một công đất luôn nha mọi người. Cho nên là do mình xịt còi đợt 2 thì nó đỡ nha. Chung hai miếng này hai bên là cũng là giống mô em 18 như nhau thôi. Của mình thì vẫn còn vài lỗ nó bị đầu ôn sụp mặt các bạn. Xịt hai cử mà nó vẫn còn bị nha. Bây giờ nó đang lú lá mới ra, thấy dịch bệnh nó cũng khô rồi. Nó còn có dịch bệnh mới nên thành ra đợt này mình xịt đầu ôn nữa nha các bạn. Đây là sụp mặt luôn. Ở chỗ đó là sụp mặt luôn nha. Cắt của mình nha. Đợt này mình xịt bằng cần 2 bét nha mọi người. Tại vì cái đường lội xịt thuốc của mình là từ đầu này tới đầu kia nó hơi xa, xịt bằng cần 2 bét nó mới vừa nha. 3 bét để gọi xịt nó hơi bị thiếu đầu dạt. Thì mình cũng nói lại là cái cần 2 mét này gắn cái đầu 2 bét các bạn là xịt được lối khoảng 10 mét. Rồi, chiều dài đi khoảng 30-35 mét nha. Đợt này thì mình gắn vô một bét qua tiễn, một bét rửa xe nha các bạn. Thì cho bà con nào xài thì mình tiết kiệm nha. Tiết kiệm mình xài cái bét rửa xe với một bét quả tiễn thì nó cũng như nhau thôi các bạn. Thì nếu mà các bạn đặt mua thì có cần mà cũng như nhau thôi, nhưng mà gắn bét khác nha. Một bét qua tiễn, một bét rửa xe thì nó rẻ hơn một cần vậy đó là 20 ngàn, tại vì bác rửa xe nó mắc hơn cái bác quả tiễn nhiều nha. Mình ship toàn quốc luôn nhưng mà mình không có bao ship nha mọi người. Thì anh em có mua thì trong tỉnh thì nó tiền ship khoảng 17 ngàn, ngoài tỉnh thì nó trên dưới 30 ngàn. Do đợt này lúa nó cũng bệnh hơi nhiều các bạn, bị cháy lá nha. Thì mình xịt chỉnh cho nó hơi nhẹ chút xíu, đi lối nhỏ lại chút xíu nha. Còn mình muốn chỉnh xa nữa cũng được nha. Đó thì theo miếng đất mình thấy bệnh nhiều mình chỉnh rút ngắn lại. Còn lúa mình xịt như người xịt ngừa rồi ha, thì mình có thể chỉnh xa hơn. Để lát mình chỉnh bét xa hơn lại cho các bạn nhà mình cùng xem nha. Bét thì bét rửa xe bên mình bán thì các bạn có mua về để mà xịt là một bét thì các bạn lưu ý là phải khoan lỗ cho nó bự ra chút xíu mới xịt nổi nha. Còn mình để nguyên như vậy luôn là đi về xịt một bét một là xịt máy chịu không nổi luôn, đứng máy luôn các bạn, chết máy luôn nha. Mình có thử máy nhà mình coi, do cái lỗ mình đặt bên xưởng làm lỗ có ly 2 à. Tại vì thường thường bét rửa xe nó đặt bên bán ngoài thị trường á, là mấy cái đó là dòng bét để dành rửa xe, thành ra lỗ nó to. Mình đem về xịt lúa thì nó hao lúa với lại nước nó không có mịn giống như là mình xịt lỗ nhỏ. Thì các bạn đi mua bét rửa xe các bạn lưu ý cái phần cái lỗ nha. Bên mình hiện tại thì cũng có bán nhiều phụ tùng phụ kiện xịt thuốc rất là nhiều. Thì anh em có mua, anh em vô kết bạn trong Zalo thì vô vào trang cá nhân của mình thì mình có đăng rất nhiều mà sản phẩm bên mình có bán nha. Nói chung là cần dài bây giờ mình không có bán nữa các bạn. Bán cũng được đi nhưng mà gửi đi nó khó khăn lắm nha. Bưu điện không có đưa gửi tới nhà cho khách rồi, với lại thí dụ mà nó có gãy dở mà mốt gì á là bên bưu điện không có bồi thường.
tại vì hàng này là hàng không có bảo đảm thì hư bỏ thôi các bạn ơi, gửi đi hư bỏ mình bán được rồi, nói chung là nó cũng không có lời lốn gì đâu, lỗ luôn các bạn. Thành ra mình nghỉ nha, mình nghỉ bán luôn rồi. Thì anh em nào có đang đợi cần đợi gì đó thì thông cảm giùm mình nha. Đây là quay cận cảnh cái cần mình cho các bạn dùng người cùng xem cho kỹ nha. Nó 135m mà tới đây nó cũng còn dư thuốc nha các bạn. Nói chung là nó không có hao thuốc gì đâu nha. Tại mình gắn cái bét quả tiễn ở dưới nên cái bét này nó ít hao thuốc hơn là cái bét rửa xe các bạn. Để mình chỉnh cho nó sao xíu, tại vì mình chỉnh dễ thì lượng nước nó ra phải ít hơn cái vụ mà mình chỉnh sai. Đào ô sâu ngày phân trắng luôn. Rồi này, sau khi là mình chỉnh xa hơn rồi nha, chỉnh xa vừa thôi các bạn đó, một bên là khoảng 5m thôi các bạn, còn muốn xa nữa không được luôn nha. Chúng ta dòng thuốc sâu này về xịt xong thì mình thấy gầy đồ các bạn, gầy cánh trắng rồi ha, chết các bạn, chết nhiều lắm luôn nha. Nè thì có gầy cánh trắng rồi. Nói chung là thuốc này nó trị tùm lum sâu hết trơn, sâu cuốn lá, nhện, sâu đục thân, sâu cuốn lá, sâu đục thân, sâu phao đổ bạn, chết hết nha. Nhưng mà cái này mình sâu thì chưa có đánh giá được nha, bây giờ mình thấy mấy con gầy mọt rồi nó chết nhiều. Thuốc này nó có hoạt chất của cái thằng là gì à? Giống như thuốc chim sâu rồi hồi đó bạn, hoạt chất giống thuốc chim sâu với mấy thằng là én bạc rồi đó nha. Chai xịt được 8 bình. Đây nói chung là gầy phấn trắng rồi, gầy mò rồi chết hết. Còn sâu thì mình chưa đánh giá được. Lúa này nó có cũng nhiều gầy nha các bạn. Đây nè.